nhà nha, thì bữa nay mình đi bãi mình thấy những cái máy lốc máy bán gì bên cái tiệm máy dời này cả nhà. Thì cả nhà bạn nào có nhu cầu thì xem mình hết cái clip ha. Ở đây có những cái máy gì luôn cả nhà. Rồi tiếp tục cái con này nè cả nhà, 4T88. Con này là 4 máy nha. Đó, 4 máy. Cái mã số nó nằm đâu ta? Cái mã số nó nằm đâu cho nó cho. Cái mã số nó nằm đâu? Con này test máy là ok hết ha. Ok. C 4T88 nó vậy là 4T88. Rồi cái bên đây nó con này là con này con gì? 2.1 2.1 2.1 2.3 cả nhà. Con rồi con này là đầu anh 18 nha cả nhà. Cua ta đầu anh 18. Em này là 3 máy nha. Rồi em này là 3T84 nữa nha. Em này 3 máy nha. Con này của ta 2.1 2.1 2.1 ha. Mà con này là cái máy luôn cả nhà. Cái kim á, cái kim. Rồi nghe bán cho người ta không lớn. Kim. Chơi báo giá luôn không? Nó qua quay con em mời. Em chạy ngang. Em vừa tính quẹo đầu vô tụi ba con chạy ra. Cái ghê cũng mấy con giá luôn không ta? Anh nắm giá nói lại luôn không? Nắm giá luôn. Nó thì thường. Thường anh nói con này bao nhiêu người tư? Con này con này 30. Con này 30. Con nó 18. Con này 18 nè. Con này là 18 nhiều không? Con là 17. Con này là 17. Con này 17 triệu. Con 19. Con này là 19. Chịu cả nhà. Dạ, nói đại luôn đi cho anh. Nó 13. Con này là 13 triệu đó cả nhà. Rồi. 17. Con này là 17 luôn. Con này là 19 triệu luôn cả nhà. Để khỏi hỏi mất công hỏi dùm dùm rồi tiếp báo luôn con này luôn bên đây luôn cả nhà. Con này 55. Con này 55 triệu nè.
Rồi con trong. Con 17 luôn á. Con này là 17 luôn. Con của đây. Nó giá bình thường. Con này giá bình thường là thỏa thuận ha. 8 triệu. 8 triệu. Giá bình thường. Rồi con này 8 triệu. Nào tôi chụp tôi lên tiêu đề con này 8 triệu là nó vô liền. Vô coi liền. Quay nắp cò luôn cho nó coi.